gia đình mình tham dự đám cưới Việt Nam. Từ sáng sớm, cả đoàn nhà trai đã xuất phát tới nhà cô dâu. Trước cổng chính được đặt nhiều ảnh đẹp của cô dâu chú rể, làm kiểu ảnh với cô dâu chú rể nào. Nhiều món ăn ngon được chuẩn bị để tiếp nhà trai. Có những món mà mình mới thử lần đầu. Những chai nước này có hình thù lạ nhỉ. Đám cưới Việt Nam có một điểm là mình rất thích vì tính gọn nhẹ của nó là phần lớn sẽ tới tặng phong bì có tiền mà không cần mua thêm quà gì cả. Nhập Vinahosi là một thứ không thể thiếu trong đám cưới Việt Nam. Đã đến giờ nhà trai có thể rước dâu về nhà. Cô dâu chú rể nhận được rất nhiều quà từ họ hàng bạn bè. Sau đó chú rể đã chở cô dâu về tổ ấm mới của mình. Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc.